Yo, xin chào em, quay trở lại với thế giới Mobile Legends ở channel của Top Mỡ, và mình là Mỡ đây anh em ạ, à. Mỡ đây anh em ơi. Và theo như Mỡ nhận được thông tin từ cộng đồng Mobile Legends ở trên thế giới á, thì vào ngày hôm qua có một cái vị tướng mới được ra mắt ở trong máy chủ thử nghiệm của thử nghiệm anh em ạ. Cái vị tướng này thì ở thời điểm hiện tại là Mỡ vẫn chưa làm được, bởi vì nó vẫn chưa có mặt ở trong máy chủ thử nghiệm bình thường. Đó chính là cái vị tướng xạ thủ mới nhất của Mobile Legends, có tên gọi đó là cái vị tướng Popul anh em ạ, Popul, P-O-P-O-L. Và cái vị tướng này là cái vị tướng đầu tiên, nó được đánh giá là cái vị tướng xạ thủ đầu tiên có tới 5 kỹ năng, cũng là cái vị tướng xạ thủ đầu tiên có một cái con đệ thực sự tấn công cùng, chứ nó không phải là cái con đệ kiểu như là Dexter của Claude đâu anh em ạ. Thì Mỡ sẽ reaction và Mỡ sẽ sử dụng lại cái video clip của cái anh chàng Mobile Legends Arc để mà có thể cho anh em xem được trọn vẹn cái vị tướng này. Bởi vì theo như Mỡ nhận được ý, thì phải là một cái YouTuber có tầm ảnh hưởng có lẽ là lớn nhất của một quốc gia nào đó ý, thì mới được Moontoon hoặc là ai đó cấp cho cái quyền để vào trong máy chủ thử nghiệm này. Thì chắc là Mỡ sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa thì mới được cái quyền để mà có thể mang đến cho anh em một cái video clip của chính bản thân Mỡ, khi mà Mỡ có thể test được những cái vị tướng mới này trước cho anh em ha. Rồi ok, và giờ chúng ta sẽ cùng đi đến xem là cái con Popul, cái con vị tướng mới xạ thủ này nó có gì thú vị ha. Yo, let's go nào. Đó, và như anh em đang nhìn ở trên cái video clip thì đây chính là cái vị tướng Popul cùng con thú Koopa của nó. Koopa là một cái con sói anh em nha. Còn Popul thì có trong mình đó là một cái mái tóc dài màu bạc. Và thêm vào đó thì anh chàng Gusisi, tức là Mobile Legends Arc, anh ta đang thi triển những cái đòn đánh rồi. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đề cập đến cái nội tại của cái vị tướng Popul này ha. Thì nội tại đầu tiên của Popul ghi rất rõ trên màn hình anh em đang nhìn tiếng Anh, đó là Koopa, tức là cái con thú đi cạnh với Popul á, sẽ tấn công mục tiêu mà Popul đang tấn công, hoặc là tấn công những cái kẻ địch xung quanh Koopa. Và theo như thông tin về cái cơ chế nội tại này á, là với mỗi đòn tấn công được gây ra bởi Koopa thì Popul sẽ tăng tốc độ tấn công lên 10% trong vòng 3 giây, cộng dồn tối đa là 5 lần. Thì Popul có thể đạt được tới ngưỡng tăng 50% tốc độ tấn công trong vòng 3 giây luôn anh em ạ. Và cái cuối cùng của cái nội tại này nó có ghi ở đây, đó là sau khi mà rời khỏi giao tranh trong vòng 5 giây, nếu như mà Koopa bị mất máu ấy, thì máu của Koopa sẽ tự động hồi lại. Và dĩ nhiên rồi, nếu như mà Popul di chuyển đi quá xa khỏi Koopa thì cái con sói này nó sẽ tìm mọi cách để nó quay trở lại với anh ta, bằng cách là chạy bằng 4 chân anh em ạ. Bằng cách là chạy bằng 4 chân đó anh em thấy không ạ? Tức là rõ ràng hai cái người này là hai cái người đồng hành với nhau, không thể nào rời xa nhau được. Và nếu như mà Koopa bị chết ý, thì Popul sẽ có thể triệu hồi lại Koopa bằng cách thỉnh nguyện trong vòng 5 giây. Thì sau khi 5 giây mà anh chàng Popul này thỉnh nguyện ý, thì Koopa sẽ được hồi sinh trở lại, hoặc là sẽ được triệu hồi trở lại với đầy đủ cái lượng máu của mình. Rồi chúng ta sẽ đến với cái chiêu 1 của Koopa ha. Chiêu 1 của Koopa thì có tên gọi là cắn nó cho bố. Mở dịch thuần Việt tị hai anh em. Koopa sẽ cắn một cái mục tiêu theo lệnh của Popul và sau đó tiếp tục cắn mục tiêu đó trong vòng 3 giây. Sẽ có một cái icon đầu sói được hiển thị lên trên đầu mục tiêu mà Koopa cắn cái mục tiêu đó anh em ạ. Đó, chỉ đơn giản là như vậy thôi. Đó anh em thấy không ạ? Khá hay ha. Rồi, những cái đòn cắn của Koopa là sẽ có cái hiệu ứng kiểu cái miệng nó cap cap vào anh em nhé. Rồi, chiêu 2 của cái vị tướng Popul này thì sau khi mà Popul sử dụng cái kỹ năng thứ hai, Koopa sẽ quay trở lại vị trí hiện tại của Popul, sau đó cho Popul một cái lớp giáp ảo. Đó, nhiều khi anh em cần phải gọi là phân định rõ nha. Popul ở đây tức là tướng, còn Koopa ở đây tức là cái con sói. Đôi khi Mỡ hay nói Popul hay là Koopa ấy, nhiều anh em lại bị nhầm lẫn cho nhau. Và cái chiêu thứ ba, cái skill thứ ba của Popul này thì sẽ có tác dụng đặt ra bẫy nha. Cái bẫy này nó giống tựa như là cái cạm bẫy vực thẳm của cái vị tướng Selena vậy. Anh em chỉ được đặt tối đa là 3 bẫy mà thôi, nhưng mỗi cái bẫy này nó chỉ tồn tại trong vòng 60 giây à. Kẻ địch khi mà dẫm phải cái bẫy này sẽ bị làm chậm tốc độ di chuyển đi 25%. Đó, và cái tác dụng gọi là làm chậm tốc độ di chuyển này nó là ngay lập tức, kiểu như anh em vừa vứt ra đất á mà kẻ địch đi vào thì nó sẽ có cái tác dụng làm chậm. Cái hiệu ứng nó giống như anh em đang nhìn ở trên màn hình mà anh chàng Mobile Legends Arc có thi triển cho anh em xem. Đó. Đây là cái vị tướng đầu tiên mà anh em có thể nhìn thấy là có 4 kỹ năng. Và nếu như mà tính cả cái icon kỹ năng nội tại là tổng cộng cái vị tướng này là có cho mình đó là 5 cái icon kỹ năng luôn anh em ạ. Vãi cháy luôn. Rồi, với cái chiêu cuối của mình ý, thì Koopa sẽ được thức tỉnh. Cái con sói này nó sẽ tăng sát thương, tăng tốc độ tấn công, tăng khả năng phòng thủ và tăng khả năng kháng phép trong vòng 10 giây. Và chiêu thứ nhất của Popul cũng như là chiêu thứ hai của Popul cũng sẽ được là cường hóa luôn anh em ạ. Tức là hai cái kỹ năng này nó sẽ thay đổi khi mà cái con Koopa này nó được cường hóa bởi cái anh chàng Popul lên. Và thay đổi như thế nào, chúng ta sẽ cùng xem cái anh chàng Mobile Legends Arc này sẽ demo cho chúng ta ngay thôi anh em ạ. Đây là một cái góc nhìn khác này của cái anh chàng Popul. Đây rồi, kỹ năng thứ nhất của Koopa sau khi được cường hóa, đó là Koopa vẫn sẽ lao tới cắn.
nhưng mà Koopa sẽ làm choáng mục tiêu trong vòng 1 giây và sau đó tiếp tục tấn công cái mục tiêu đó. Đó, như anh em đang nhìn, khi mà Popon thi triển cái chiêu thứ nhất á, là Koopa sẽ lao đến cắn mục tiêu trong vòng làm choáng mục tiêu đó trong vòng 1 giây và sau đó tiếp tục cắn cái mục tiêu đó. Đáng nghĩ ra là anh chàng Mobile Legends Arc này nên nâng cấp cái level của cái vị tướng hoặc là triệu hồi đăng cái vị tướng lên level 15 để mà chúng ta thấy được là cái sát thương khi mà tấn công lên một mục tiêu level 15 nó như thế nào anh em ạ. Anh này là làm vẫn chưa có tâm lắm. Rồi, kỹ năng thứ hai sau khi được thức tỉnh ý, thì Koopa sẽ nhảy tới cái nơi mà Popon đang đứng. Dĩ nhiên vẫn là như vậy rồi, cho Popon giáp ảo. Nhưng mà sau đó thì Koopa sẽ hất tung mọi mục tiêu ở xung quanh Popon. Nó sẽ hất tung trong khoảng 0,6 giây, anh em hiểu không ạ? Tức là khi mà cái kỹ năng thứ hai được cường hóa là cái con Koopa kia kìa, con sói kìa, nó sẽ lao trở đến cái vị trí của cái chàng Popo này và hất tung mục tiêu xung quanh. Mô tả của cái kỹ năng nó là như vậy anh em ạ. Đó, thật ra thì về cơ bản mỡ thấy cái bộ kỹ năng của cái vị tướng Popo cũng như là cái con sói Koopa, cái con sói Koopa này á, nó không có gì là quá phức tạp đâu, nó rất là dễ hiểu. Và trên đây là một cái video clip full gameplay về cái cặp đôi Popo cũng như là Koopa. Đó, cái này mỡ hơi bị kiểu méo mồm anh em ạ, chả hiểu sao đặt tên kiểu gì, đặt tên khó đọc thế. Cái con tướng nó là Popon, như anh em đang nhìn có cho mình đó là một cái ngọn giáo anh em ha. Ngọn giáo đây là một cái mỡ nghĩ rằng cái vị tướng này có thể là sẽ thay đổi về ngoại hình hoặc là kỹ năng, bởi vì rõ ràng đây chỉ là một cái video clip để mà mang đến cho anh em đó là những cái góc nhìn đầu tiên của cái cặp đôi Popon và Koopa ở trong máy chủ thử nghiệm của thử nghiệm, được thực hiện bởi anh chàng Mobile Legends Arc mà thôi. Và không biết rằng là trong cái khoảng thời gian tới thì nó sẽ còn thay đổi gì. Đây này, anh ta đang sử dụng cái kỹ năng 1 hoặc 2 để triệu hồi lại I need you Koopa, đó là tôi cần bạn Koopa hoặc là bố cần mày Koopa. Đó, và cái con Koopa quay trở lại ngay. Ok, bố quay trở lại đi con trai, kiểu là như vậy anh em ạ. Rồi, và cái bộ kỹ năng này thật ra nói với anh em ý, là bộ kỹ năng của cái vị tướng Popo là Koopa mỡ thấy khá hay, cho đến cái bẫy, cho đến cái kỹ năng bẫy anh em ạ. Cái kỹ năng bẫy thì mỡ đánh giá là cái kỹ năng bẫy này nó cần phải sửa lại hoặc là nó cần phải chỉnh lại sau đó, chứ mỡ thấy là cái bộ kỹ năng của con này với cả cái bẫy nó chả liên quan lắm anh em ạ. Cái bẫy nó chỉ có đó là làm chậm mà thôi. Và đây là những cái đòn tấn công của Popo và Koopa khi mà Popo anh ta sử dụng cái kỹ năng thứ nhất, và cái con Koopa nó sẽ lao đến cắn cái mục tiêu mà Popo sử dụng, Popo chỉ định đó, anh em thấy không ạ? Lao đến rất nhanh và dĩ nhiên là không có làm choáng. Nếu như mà anh em muốn thấy có hiệu ứng làm choáng á, là cái vị tướng Popo này phải có cái chiêu cuối. Thì sau khi mà Popo sử dụng chiêu cuối, con Koopa nó được cường hóa lên ý, thì lúc đó thì chúng ta mới kích hoạt được cái làm choáng đến từ cái chiêu đầu tiên. Đó, rồi. Để mà đánh giá về cái ngoại hình của cái vị tướng Popo này thì mỡ đánh giá không cao. Nó giống kiểu như thằng thổ dân anh em ạ, kiểu thằng thổ dân trẻ con ý. Đó, và những cái đòn đánh, những cái cú ném của cái vị tướng Popo này hơi giống mút cốp. Chả hiểu sao mỡ nhìn mỡ thấy giống mút cốp vãi đạn, kiểu cũng cầm ngọn giáo xong mà kiểu animation kiểu cứ dướn hết ra sau xong rồi ném. Mỡ thấy giống mút cốp quá, nhưng mà về cơ bản là không lực được như mút cốp được, không lực được như mút cốp được, cảm giác nó cứ hơi yếu. Nhưng mà trông có vẻ như cái con sói của cái vị tướng Popo này, cái con Koopa á, nó thực sự không quá mạnh, và cái cặp bẫy đặt ra giống như kiểu để checkmate thôi anh em ạ. Đối với một cái vị tướng xạ thủ thì với cái kỹ năng đặt bẫy này, nói thật với anh em về giai đoạn cuối game nó rất là thừa, nó không còn làm cái con xạ thủ thuần mà nó giống kiểu con xạ thủ hỗ trợ á. Cho nên mỡ nghĩ rằng là với cái kỹ năng đặt bẫy ra thì mỡ đánh giá là nó hy vọng rằng sẽ được sửa lại trong tương lai, nếu như mà muốn cái con Koopa này trở thành một con hot pick. Đó, đây rồi, gầu chưa cuối lên rồi, và anh em có thể nhìn thấy là cái con Koopa đã cắn làm choáng cái vị tướng Tyrell này, và sau đó là hất tung đến từ con Gatot KK máy và có được cho mình cái mạng của Tyrell. Đó, anh em thấy không ạ? Đây, anh em thấy không, đặt cái bẫy ra kiểu để checkmate thôi ạ, chứ nó chẳng có tác dụng gì ở một cái con tướng xạ thủ cả. Nếu như mà xác định cái con Popo này là cái con xạ thủ ở giai đoạn mạnh tầm giữa và cuối game ấy, thì cái đặt bẫy ra nhìn nó hơi bị vô dụng, nhìn nó hơi bị vô dụng anh em ạ. Đó, và cái kỹ năng thứ hai của con Popo khi mà được cường hóa nó cũng là khá hay. Đó, và có vẻ như là cái chiêu cuối của Popo nó quay cũng không là quá lâu đâu, nó cũng quay là khá nhanh anh em ạ, nó cũng quay là khá nhanh lắm. Đặt nhìn cái bẫy nhìn nó vô dụng vãi, nhìn nó cùi bắp vãi anh em ạ, nhưng mà tôi không sao. Thì chúng ta có thể thấy là Popo là một trong những vị tướng có thể farm rừng khá dễ dàng. Đấy là cái ưu điểm đầu tiên khi mà chúng ta nhìn thấy được ở cái vị tướng này khi mà sở hữu cho mình, đó là cái con Koopa. Bởi vì đơn giản thôi anh em, bởi vì là rõ ràng là đã có con Koopa nó tanh rồi, và đây rồi, gồng lên cắn làm choáng anh chàng Tyrell này. Nhưng mà cái kỹ năng thứ hai thì nó hơi bị khó dùng, bởi vì nếu như mà chúng ta đang truy đuổi một cái mục tiêu nào đó ấy, thì rõ ràng rằng là cái kỹ năng thứ hai của con Koopa khi mà được cường hóa nó hơi vô dụng. Nó chỉ có tác dụng là bút giáp cho cái vị tướng Popo này mà thôi, chứ nó rất khó để mà hất tung, bởi vì kẻ địch đã có chú ý chạy rồi mà anh em. Đó, rồi, đó. Khá hay nhỉ. Với cơ bản là nếu như mà tăng trụ, cái pháp vừa xong mỡ chưa nhìn rõ lắm, nhưng mà hình như là nếu như mà trong những cái tình huống mà tăng trụ ý, mà băng trụ ý,
thì có thể là cái con trụ này nó sẽ tấn công cái con Popon trước, chứ không phải, à, nó sẽ tấn công cái con sói Koopa trước chứ không phải là tấn công con Popon sau. Thì đây có thể là một cái cách băng trụ mới, một cái vị tướng xạ thủ có khả năng gọi là tăng cho đồng đội băng trụ nhờ vào cái khả năng chống chịu đến từ cái con sói Koopa của anh chàng này. Rồi đó, lao vào cắn rất nhiệt tình để xem nó bắn ai nhỉ. Nó vẫn đang bắn cái vị tướng Estes anh em ạ, bởi vì rõ ràng là Estes vào trước đó chứ không có cái gì cả. Rồi anh em thấy không ạ, cái kỹ năng thứ hai hấp tung rất khó dùng đến từ cái con Koopa khi mà nó được cường hóa, bởi vì đơn giản thôi, tại vì là cái con đấy nó chỉ hấp tung ở những cái mục tiêu xung quanh của cái vị tướng Koopa này thôi. Đó, rồi ok, thì sơ bộ cái bộ kỹ năng của cái vị tướng Popon cũng như là cái con sói Koopa là như vậy, nó không có gì quá là khó hiểu và đặc biệt giống như kiểu One One khi mà cái vị tướng xạ thủ từ thánh thú đó mới ra mắt đó. Thì về cơ bản mượn đánh giá là ngoại hình không có gì đặc biệt. Con sói này khá đẹp, con sói này làm mỡ liên tưởng đến rất nhiều những cái thiết kế của những cái tựa game khác, đặc biệt là cái con sói của cái anh chàng Lycanthrope ở trong Dota, ở trong Warcraft ấy. Thì mỡ nói như thế không biết là kiểu, nhưng mà cái trò Dota ấy nó là cái như nào anh em nhỉ, nó là thuộc cái thế hệ của mỡ á. Mỡ là sinh năm 90-91 cho nên là cái thời điểm đó là cái tựa game Dota 1 nha, không phải Dota 2, luật thịnh hành. Thì nếu như mà anh em có anh em nào bằng tuổi mỡ ấy thì anh em hoàn toàn có thể gọi là chơi cái tựa game Dota ở trên nền Warcraft rồi. Thì cái con sói này nó giống y hệt như là cái con sói được triệu hồi bởi Lycanthrope, một cái vị tướng có khả năng hóa sói đó, và cái vị tướng đó cái chiêu cuối hóa thành con sói luôn, rất là giống. Nó chỉ mang tính chất gọi là so sánh về cái con sói đấy thôi chứ không có ý định gì nó chê bai gì cả anh em ạ. Và cái chiêu cuối của cái con cái con Popo này, khi mà nó không có con Koopa thì nó vẫn sẽ gồng lên, nó vẫn sẽ cường hóa chứ nó không triệu hồi ra ngay lập tức cái con Koopa đâu anh em ạ. Rồi hất tung hai lỡ. Ủa sao nó hất tung một lần nơi ta? À, để xem nào. À, hiểu rồi. Có thể là ở trong cái phần test thử nghiệm lúc nãy của cái anh chàng Mobile Legends Arc này, anh ta để cái chế độ không hồi chiêu, cho nên là cái con Koopa này nó hất tung hai lần. Chứ thực sự mà nói thì cái con Koopa này nó chỉ hất tung một lần thôi anh em ạ, nó chỉ hất tung đó là một lần mà thôi. Rồi ok, hiểu. Thôi, tóm gọn lại thì đánh giá là cái vị tướng này mỡ thấy cũng là ok la. Mỡ sẽ mong chờ cái vị tướng này nó được chỉnh sửa cái chiêu đặt bẫy. Mỡ khá là mong chờ anh em ạ. Chứ còn đặt bẫy này mỡ thấy là nó hơi vô dụng. Và nó khiến cho Popon trở nên hơi kém. À, khiến cho Popon trở nên là hơi kém cơ động. Đó, còn lại thì mọi thứ đều ổn cho đến thời điểm hiện tại. Và không biết quan điểm của anh em như thế nào sau khi xem hết cái video clip này, bởi vì là mỡ sẽ dừng lại cái video clip này ở đây thôi. Có lẽ anh em đã xem đủ cái nội dung này rồi. Và đây là cái video clip mà mỡ có mượn nội dung đến từ cái anh chàng Mobile Legends ra. Và mỡ để kênh YouTube của anh ta cũng như là cái credit về cái video clip này ở góc dưới bên trái video clip. Nếu như anh em thấy cái video clip này hay bố hết, để lại cho mỡ một like, một subscribe, đăng ký kênh để đón xem những cái video clip tiếp theo sẽ có ha. Nhân đây cũng chia sẻ luôn là có một số anh em nói rằng là cái bộ kỹ năng của cái vị tướng mới, cái vị tướng Popon và Koopa ấy, là copy của những cái tựa game khác ấy. Thì phải chia sẻ thật với anh em là như này, là mỡ không phải là một cái người mà có chơi nhiều những cái tựa game về mobile ở thời điểm hiện tại. Ngoài Mobile Legends, nói thẳng ra luôn với anh em ý, là mỡ chỉ chơi mỗi Mobile Legends mà thôi, chứ mỡ không chơi những cái tựa game khác kiểu như là Đấu Trường Vinh Quang, AOV, xong rồi thì Liên Quân Mobile. Nhưng mà nếu như mà để liên tưởng đến nguyên trạng cái bộ kỹ năng của cái vị tướng Popon và Lapula, và Koopa ấy, thì mỡ cũng không chia sẻ nhiều đâu. Popon và Koopa là mỡ liên tưởng đến cái vị tướng Lonrui. Còn thì Lonrui nó như nào á? Đây, xin mời xem và kết thúc clip à. Còn thì bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.